Shop anh Tấn xin chào tất cả các anh em. Chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ. Thì hôm nay shop sẽ gửi đến cho anh em một cái chương trình khuyến mãi kéo dài từ 30 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5 nha anh em. Anh em lưu ý là kéo dài từ 30 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5 năm 2021. Thì cỏ Thái thì mặt hàng rất quen thuộc rồi đối với anh em rồi ha. Hôm nay là chỉ là chương trình khuyến mãi cho anh em thôi. Đó, thì hôm nay là hàng về rất nhiều, nhà hàng về dự trữ. Thì giá nó sẽ là như bình thường bán là 50.000 một ký. Anh em mua 6 ký thì được miễn phí vận chuyển. Và hôm nay có một cái chương trình khuyến mãi là nếu mà anh em nào mua 10 ký thì được tặng thêm 1 ký, nghĩa là anh em mua 10 ký thì sẽ được 11 ký. Đó, mua 10 ký tặng 1 ký. Giá là 50.000, mua 6 ký cùng lúc thì anh em được miễn phí vận chuyển. Còn anh em nào mua dưới 6 ký thì anh em tự trả tiền phí vận chuyển. Đó, cỏ hôm nay là đổ ra là quạt sơ lại trước khi giao cho anh em nè. Anh em thấy quạt nó cũng rất là nhiều cái hạt gọi là hạt lép sơ đó, thì quạt lại trước khi giao cho anh em. Thì cái độ sạch nó cũng rơi vô khoảng 85-95%. Nó chứ còn sạch 100% thì là không có khả năng nha nè. Đó, anh em thấy đó, đã quạt anh em thấy nó bỏ đi rất là nhiều đó. Đó, như thế để đảm bảo cho anh em là về là không cần quạt nữa. Đó, hàng rất là đẹp rồi đó, hạt to tròn bóng. Thì anh em nào có điều kiện thì tôi nghĩ là anh em nên mua dự trữ bởi vì cái điều kiện bây giờ hiện tại là cái tình hình dịch bệnh ở Thái Lan cũng như Campuchia đang diễn biến khá là phức tạp. Nếu mà cái tình hình dịch bệnh nó có khả năng là diễn biến phức tạp hơn thì cái nguồn cung của cỏ Thái này sẽ bị gián đoạn, sẽ dẫn đến là cái giá nó tăng cao, hoặc là anh em sẽ khó mua, hoặc là đứt hàng cũng như những cái năm trước. Năm rồi cũng có thời điểm là nó bị đứt hàng đó. Thì năm nay tôi nghĩ cái thời về ở Thái Lan cái tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá là phức tạp, cho nên là anh em nào có điều kiện chúng ta mua 10 ký hoặc 6 ký để được miễn phí vận chuyển cũng như được cái quà tặng đó. Thì nhắc lại cái giá là 50.000 một ký, mua 6 ký thì miễn phí vận chuyển, còn anh em nào mua 10 ký thì được tặng thêm 1 ký. Thời gian khuyến mãi là từ 30 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5 nha anh em. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình, sẽ có nhân viên bốc máy để báo giá cũng như là chốt đơn cho anh em. Còn anh em nào có xem được trên Zalo, Facebook hay YouTube gì đó thì anh em cũng có thể gọi điện trực tiếp, bởi vì anh em nhắn tin comment thì nó có thể là có quá nhiều tin nhắn hoặc là có quá nhiều việc là sẽ không trả lời kịp cho anh em đó, cho nên dẫn đến là chốt cái đơn hàng trễ cho anh em. Thì hôm nay cái đơn hàng cái lô cỏ này thì chị nhập được 500 ký. Nếu anh em bán từ đây cho 30 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5 mà hết thì cái chương trình nó cũng sẽ kết thúc sớm nha anh em. Đó, thì cái thời gian là 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Còn nếu mà bán hết 500 ký này sớm hơn thì chương trình sẽ kết thúc sớm nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em. Thì còn rất chi là nhiều cái sản phẩm đang chờ tất cả các anh em đang khám phá ở kênh Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn ở YouTube cũng như Facebook cũng như Zalo, số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình đó. Rất hân hạnh phục vụ tất cả các anh em trên mọi miền tổ quốc nha.